Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát sóng cho chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đợt nắng nóng gay gắt ở Đông Bắc Bộ kết thúc dự kiến vào ngày mai, hôm nay thời tiết vô cùng khó chịu, oi, độ ẩm cao do ảnh hưởng phơn, nắng gay gắt, nền nhiệt phổ biến từ 36 đến 39 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm phổ biến ở mức 40 đến 60%. Ngày mai, nắng nóng kết thúc ở khu vực này, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Ngày hôm nay vẫn còn nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 đến 55%. Từ ngày mai, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 đến 65%. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Thời tiết các khu vực ngày và đêm hôm nay. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, phía Nam từ 32 đến 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
khu vực ven biển miền Tây Nam Bộ khả năng sẽ có mưa sớm từ sáng đến trưa chiều, vùng mưa sẽ mở rộng lên cả miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Cảnh báo nhiều nơi có mưa vừa, mưa to đến 50mm, nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ và dông lốc, sấm sét kèm theo cơn mưa. Thời tiết trên biển. Trên biển, huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trái lại, huyện đảo Hoàng Sa dự báo trời nắng, gió cấp 4, cấp 5, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới. Theo dự báo thời tiết trong những ngày tới, Bắc Bộ trời ít mây, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới chính xác, ít mây, ngày không mưa, trời nắng, có ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 39 độ. Sau những ngày nắng nóng, thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông nên nhiệt độ giảm nhẹ. Chi tiết thời tiết Hà Nội ngày mai và 3 ngày tới. Hôm nay ít mây, trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 39 độ, ngày mai có mây, có mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 35 độ, ngày kia có mây, có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Kính thưa quý vị, 3 vụ sạt lở đất liên tiếp xảy ra trong 2 ngày qua tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, nâng số vụ sạt lở tại tỉnh này từ đầu năm đến nay lên con số 21 và ước thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng. Trong 2 ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, vào lúc 23 giờ ngày hôm kia, tại kênh Mái Dầm, ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, xảy ra vụ sạt lở với chiều dài 10m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 4m, diện tích mất đất 40m2, ước thiệt hại 10 triệu đồng. Sau đó, vào lúc 2 giờ ngày hôm qua, tại kênh Mái Dầm, ấp Phú Chín B1, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành xảy ra vụ sạt lở với chiều dài 20m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 7m, diện tích mất đất 140m2, ước thiệt hại 50 triệu đồng. Tiếp đó, lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua, lại xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại kênh Thạnh Đông, ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành với chiều dài 15m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 4m, diện tích mất đất 60m2, ước thiệt hại 16 triệu đồng. Cả 3 vụ sạt lở đều là mất đất lộ giao thông nông thôn. Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, sau khi nhận được tin báo về sạt lở, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Châu Thành đã xuống hiện trường phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương, điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng người dân tham gia khắc phục dọn dẹp điểm sạt lở. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, những ngày gần đây, mực nước chân triều đang ở mức thấp, tốc độ dòng chảy mạnh, các trận mưa chuyển mùa sẽ sinh dòng chảy mặn và kết hợp với đất ở bờ sông, kênh đang tơi xốp nứt nẻ. Do đó, khả năng sạt lở bờ sông, kênh, rạch với quy mô vừa và nhỏ ở mức độ cao. Địa phương có nguy cơ cao xảy ra sạt lở là huyện Châu Thành, thành phố Ngã Bảy, huyện Châu Thành A. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hậu Giang xảy ra 21 vụ sạt lở, chiều dài sạt lở 445m, diện tích mất đất 2.219m2, ước thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng. Thưa quý vị, mỗi mùa mưa lũ đi qua, người dân thôn Đông Thuận, xã Bình Trung, Quảng Ngãi lại chứng kiến cảnh sông Trà Bồng ngoạ mất hàng chục mét đất, lòng sông ăn sâu vào bờ. Tình trạng sạt lở ở sông Trà Bồng đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn diễn ra ngày càng nghiêm trọng, gây mất đất sản xuất và làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân sống ven sông. Chỉ tay về những bụi tre đang nằm dưới lòng sông Trà Bồng đoạn qua thôn Đông Thuận, xã Bình Trung, ông Võ Văn Thới cho biết những bụi tre này được người dân trồng ven sông với mục đích giữ đất, phòng chống sạt lở nhưng cũng không thể thắng nổi sự tấn công dữ dội của nước lũ. Mỗi mùa mưa lũ đi qua, người dân nơi đây lại phải chứng kiến cảnh sông Trà Bồng ngoạ mất hàng chục mét đất, lòng sông ăn sâu vào bờ. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, không chỉ làm mất đất sản xuất mà còn đe dọa đến các khu dân cư. Vì vậy, chúng tôi mong muốn sớm được nhà nước đầu tư xây dựng kè chống sạt lở để bảo vệ đất sản xuất, ông Thới nói. Được biết, chiều dài sông Trà Bồng đoạn qua thôn Đông Thuận khoảng 1,5 km, tại đoạn qua tổ dân phố An Châu và Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tình trạng sạt lở bờ sông Trà Bồng nghiêm trọng không kém. Ông Lê Văn Bản cho biết gia đình ông có hơn 1.000 m2 đất sản xuất ven sông. Cứ mỗi mùa mưa lũ đi qua, nước lũ lại xâm thực cuốn theo hàng chục mét đất khu vực này. Đến nay, diện tích đất sản xuất của ông chỉ còn lại khoảng 300m2 nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ bị lũ cuốn theo.
Theo ông Phạm Lê Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Châu Ổ, đoạn sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Đông Thuận sẽ được làm kè kiên cố một bên, mùa mưa, nước lũ dâng cao, xoáy sâu vào bờ bên này. Nước lũ dâng cao không chỉ làm hư hỏng hoa màu, thiệt hại tài sản mà còn gây sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng. Lo sợ mất đất, mất nhà, đến mùa mưa lũ, người dân nơi đây luôn phải sẵn sàng tư thế đi tránh lũ. Qua giả soát của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tình hình sạt lở sông Trà Bồng đang diễn ra ở 8 xã, thị trấn nằm dọc theo dòng sông, sạt lở nghiêm trọng nhất là ở các xã Bình Trung, Bình Mỹ, Bình Minh và Bình Dương. Hiện tại, huyện Bình Sơn đã có kế hoạch xây dựng kè chống sạt lở dọc hai bên sông Trà Bồng ở các địa phương này. Với những điểm còn lại, huyện tiếp tục khảo sát và lên kế hoạch cụ thể nhằm sớm khắc phục tình trạng sạt lở ven sông, giúp người dân yên tâm hơn khi có mưa lũ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.